Hello, xin chào cô chú các anh chị em nha. Đã đến với kênh channel New Sài Gòn. Đây là tại trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Chánh. Hôm nay là Tết Trung Thu, thiếu đi thiếu nhi có lễ hội đêm trăng rằm. Ở đây các em thiếu nhi đến đây vui chơi. Rồi có đoàn lưng Liên Sư Rồng Phù Hú Lù đến đây biểu diễn múa lưng cho các em nhỏ thiếu nhi xem. Mời cô chú các anh chị hãy đón xem nhé. Đây là buổi chiều tầm 5 giờ rồi, chút xíu nữa là có đoàn lưng vào biểu diễn phục vụ cho các em nhỏ. Đây là một số hình ảnh của đoàn Phù Hú Lù nha, đoàn lưng Liên Sư Rồng Phù Hú Lù đang chuẩn bị múa lưng. Hôm nay có tiết mục là múa lưng lưng địa vũ cho các em nhỏ. Xin giới thiệu cho quý vị cô chú các anh chị em, đây có con lưng nè ha, lưng đẹp luôn. Hồi Tết cũng có quay nè, khai trương nè, khai quang điểm nhãn con lưng nè, trắng đen luôn, rất là đẹp. Đây là một rất là đông khán giả luôn ha. We'll be right back.
kính mời ông Phan Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh. Trân trọng kính mời ông Lê Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, lên sát báo khai mạc đêm hội trăng rằm năm 2022 tối ngày hôm nay.